Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 10, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, phát động cuộc thi trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp khang trang, có phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đối với hình thức và nội dung tuyên truyền là một trong những cách làm của huyện Nam Đông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, đồng thời tiến hành thảo luận tại hội trường. Theo dự kiến, dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm đến nhiều khái niệm trong điều khoản giải thích từ ngữ và tiếp tục ra soát kỹ các khái niệm. Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự thảo luật sau khi chỉnh lý có 12 chương và 121 điều, nhiều hơn 15 điều so với dự thảo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, bỏ 1 điều và bổ sung 16 điều. Đáng chú ý, về cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất chỉnh lý theo hướng quy định 3 cấp chuyên môn kỹ thuật, nêu khái quát hoạt động của từng cấp và quy định lộ trình để thực hiện phân cấp chuyên môn kỹ thuật từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Bên cạnh đó, về xã hội hóa trong hoạt động khám chữa bệnh, việc quy định khái quát hình thức thu hút nguồn lực xã hội vẫn chưa hợp lý vì không có nội dung, không chỉ rõ các hình thức xã hội hóa cụ thể làm cơ sở để giải quyết các tồn tại bất cập hiện hành, chưa đáp ứng được thực tiễn. Hoạt động liên quan đến xã hội hóa và đầu tư tương đối đa dạng, phong phú, chịu sự điều chỉnh của một số luật khác có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu phương án quy định rõ các hình thức xã hội hóa, đặc biệt chỉ trong hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư, chỉ áp dụng trong việc thành lập cơ sở khám bệnh chữa bệnh, xây dựng cơ sở hạ tầng và giao chính phủ quy định chi tiết. Đối với giá dịch vụ khám chữa bệnh, nguyên tắc, phương pháp định giá cũng như thẩm quyền của định giá cần được quy định tại luật chuyên ngành về giá để đảm bảo tính bao quát toàn diện. Tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu Phạm Như Hiệp quan tâm đến nhiều khái niệm trong điều khoản giải thích từ ngữ. Theo đại biểu, khoản 2, điều 2 có quy định, chữa bệnh là việc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng kiến thức, phương pháp chuyên môn để ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh, giải quyết tình trạng bệnh hoặc nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh trên cơ sở kết quả khám bệnh. Đại biểu đề nghị cần làm rõ đây là hoạt động khám bệnh hay phòng bệnh. Vì điều 2 giải thích từ ngữ, tại khoản 2 quy định, chữa bệnh là người việc người hành nghề khám bệnh chữa bệnh sử dụng kiến thức phương pháp chuyên môn để ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh, giải quyết tình trạng hoặc nhu cầu chăm sóc sức khỏe vân vân, thì việc quy định như trên cần làm rõ vì đây là hoạt động khám chữa bệnh hay là hoạt động phòng bệnh. Vì vậy để đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh để phù hợp. Về khoảng 16, cấp cứu là tình trạng có vấn đề bất thường về sức khỏe cần được khám bệnh chữa bệnh ngay lập tức. Đây là một khái niệm liên quan đến việc trực tiếp xác định quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Việc xác định tình trạng cấp cứu ngoài ý nghĩa về mặt chuyên môn giúp nhân viên y tế can thiệp kịp thời còn giúp chính xác trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế. Hiện nay, chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành y tế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo như PAC, LEAD, HEAT góp phần hiện đại hóa công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nên đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm khái niệm hồ sơ bệnh án điện tử để làm cơ sở pháp lý sau này. Các ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được tổng hợp đầy đủ để nghiên cứu tiếp thu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu kỹ lưỡng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật và trình xin ý kiến Quốc hội, đảm bảo yêu cầu chất lượng cao, đồng thời đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn cũng như tính ổn định khi được Quốc hội thông qua. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Đại biểu Lê Trường Lưu, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia góp ý vào luật phòng chống rửa tiền. Luật phòng chống rửa tiền được sửa đổi theo quy trình tại một kỳ họp nhằm đảm bảo yêu cầu thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục những bất cập của luật hiện hành, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính, tiền tệ quốc gia,
trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Dự thảo luật gồm 4 chương, 65 điều, quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức cá nhân có hành vi rửa tiền, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong phòng chống rửa tiền, hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu góp ý vào dự án luật. Liên quan đến cái phòng chống rửa tiền qua các giao dịch tiền mặt, mà cụ thể hóa là bất động sản, rồi vàng, vân vân, rồi thậm chí cả trái phiếu. Đấy, có những lĩnh vực mà chúng ta không nghĩ ra nhưng mà đến khi là thực chất là tài sản thôi. Cái giao dịch tiền mặt của chúng ta hiện nay rất lớn. Và chính những giao dịch này là cũng không kiểm soát được cái phòng chống rửa tiền, kể cả trốn thuế, kể cả vấn đề này và vấn đề khác. Đấy, thì tôi đề nghị là cũng lưu ý liên quan đến đồng bộ các cái giải pháp để phòng chống rửa tiền. Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị là tiếp tục áp dụng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Vì thực chất là qua cái thời kỳ dịch bệnh thì chúng tôi thấy hình thức này là phù hợp. Nó hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian cho các vị đại biểu, đặc biệt là các vị đại biểu mà kiêm nhiệm nhiều chức danh. Và chính hình thức này cũng phải phát huy vai trò của đại biểu chuyên trách trong quá trình nghiên cứu kỹ, và các cái đại biểu kiêm nhiệm thì có thể là thời gian họp ít hơn, và để mà hoặc là những cái phiên toàn thể, hoặc là những cái phiên mà cần thiết phải thảo luận ở tại hội trường những vấn đề lớn, hoặc là phiên biểu quyết. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của công ty Bryson Nhật Bản về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Fujiki Masaru, Chủ tịch công ty Bryson làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi tiếp và làm việc còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi tiếp, ông Fujiki Masaru, Chủ tịch công ty Bryson cho biết, công ty Bryson hoạt động trong các lĩnh vực gồm phát triển web, Java, Windows Application, phát triển Oracle Database, phát triển phần mềm đồ họa, thiết kế website, viết và xuất nhập khẩu phần mềm. Riêng tại Thừa Thiên Huế, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bryson Việt Nam đặt trụ sở làm việc vào năm 2013 và hiện đang đầu tư dự án xây dựng văn phòng làm việc, trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ thông tin và các hạng mục phụ trợ tại khu công nghiệp thông tin tập trung, khu N2, thuộc khu E, đô thị mới An Vương Dương. Công ty mong muốn được Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như các sở ngành liên quan hỗ trợ các điều kiện để sớm hoàn thành các dự án triển khai trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh hoan nghênh công ty Bryson đã chọn Huế để phát triển các dự án đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương xây dựng trụ sở làm việc của công ty Bryson và giao các ngành liên quan phối hợp triển khai, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục đầu tư theo các quy định hiện hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng các lĩnh vực hoạt động của công ty là phù hợp với những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời bày tỏ mong muốn công ty Bryson tiếp tục nghiên cứu để phát triển các lĩnh vực kinh doanh là thế mạnh của công ty trên địa bàn tỉnh và làm cầu nối để các doanh nghiệp của Nhật Bản đến Huế tìm hiểu và đầu tư. Sáng nay, ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 phát động cuộc thi trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ. Dự lễ phát động có trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng. Cuộc thi được tổ chức trong 6 tuần, thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 9 giờ thứ hai tuần kế tiếp. Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Các thí sinh sẽ tham gia theo 4 cách. Cách 1, truy cập cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh tại địa chỉ https://tinhuythuythienhue.vn vào banner của cuộc thi để đăng ký đăng nhập tham gia cuộc thi. Cách 2, truy cập vào trang website của cuộc thi trên Huế để đăng ký đăng nhập tham gia cuộc thi. Cách 3, truy cập trực tiếp vào trang web của cuộc thi tại địa chỉ https://thibiendao.thuythienhue.gov.vn. Cách 4, truy cập gián tiếp thông qua cả banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan đơn vị địa phương để đăng ký đăng nhập tham gia cuộc thi. Mỗi cuộc thi tuần sẽ có 6 giải thưởng, gồm một giải nhất trị giá 1 triệu đồng, 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 600.000 đồng và 3 giải ba, mỗi giải trị giá 400.000 đồng. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn sẽ truyền tải đến các thí sinh những kiến thức cơ bản nhất về biển đảo và đầm phá Thừa Thiên Huế,
của luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam liên quan đến biển đảo. Sáng nay, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Dự lễ khai giảng có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Đình cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Năm học 2022-2023, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế chào đón 1.484 tân sinh viên trúng tuyển và nhập học. Phát biểu tại lễ khai giảng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, trong năm học 2021-2022, nhà trường đã đạt nhiều kết quả, trong đó đã hoàn thành kiện toàn ban giám hiệu, ban giám đốc bệnh viện trường và bộ máy quản lý cấp khoa, phòng, bộ môn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chương trình đào tạo khoa học sức khỏe theo hướng tích hợp dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập với tiêu chuẩn giáo dục y khoa quốc tế, được nhà trường tiếp tục đổi mới cho hai ngành y khoa và răng hàm mặt. Công tác khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục được đẩy mạnh. Nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng Cơ sở Giáo dục Đại học, chu kỳ 2022-2027. Đề án tự chủ đại học, tự chủ tài chính của trường đã nhận được sự đồng ý của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính mức độ 2. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, hiệu trưởng nhà trường mong muốn bước vào năm học mới 2022-2023 với nhiều thuận lợi cũng như thách thức và quyết tâm. Nhà trường sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết sáng tạo để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới. Dịp này, nhà trường đã đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2. Trong khuôn khổ chương trình của đoàn khảo sát du lịch và truyền thông Thái Lan tại Thừa Thiên Huế qua chuyến bay charter từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 10, chiều qua Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế có buổi gặp mặt giao lưu kết nối với đoàn. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo ngành du lịch và các doanh nghiệp du lịch hai bên cùng nhau trao đổi thông tin về sản phẩm du lịch, điểm đến, xây dựng quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp, các hãng lữ hành hàng đầu tại Thái Lan. Đây là dịp để ngành du lịch Thừa Thiên Huế cùng các doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh công tác xúc tiến, tuyên truyền, lan tỏa, giới thiệu, quảng bá các tuyến điểm, sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương như Huế kinh đô ẩm thực, Huế kinh đô áo dài và giới thiệu các điểm đến sản phẩm đặc sắc, chương trình biểu diễn nghệ thuật áo dài show đến thị trường khách từ Thái Lan, vốn là nguồn khách truyền thống của tỉnh giai đoạn trước đây và đang là một trong những thị trường tiềm năng được phục hồi nhanh sau dịch COVID-19. Qua trao đổi thảo luận, hai bên đều mong muốn thời gian tới cùng đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá để khai thác hiệu quả hơn nữa thị trường khách Thái Lan đến Huế và ngược lại, đồng thời tiếp tục tổ chức các đoàn farm đến khảo sát kết nối để có cơ hội cùng nhau hợp tác ký kết các chương trình, sản phẩm du lịch cho cả hai bên, đồng thời thường xuyên xây dựng các gói kích cầu để kích cầu thị trường khách Thái Lan đến Huế, đề xuất hãng hàng không Thái Vietjet tiếp tục duy trì các chuyến bay charter với một mức giá ưu đãi hơn để thu hút khách du lịch hai bên. Thưa quý vị và các bạn, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai các đề án để xây dựng Huế trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước trong tiến trình tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như ngành giáo dục đã huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp khang trang, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Được xây dựng từ năm 1957, qua nhiều lần xây dựng thêm các phòng học, cải tạo sửa chữa và chịu ảnh hưởng của thiên tai, hai dãy phòng học cấp 4 của trường tiểu học Dương Mộ đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hiện cơ sở vật chất của trường chỉ đủ đáp ứng dạy học 2 buổi một ngày đối với 17 lớp trên tổng số 22 lớp học, ưu tiên bố trí cho khối lớp 1, lớp 2 và lớp 3 học 2 buổi một ngày theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Được Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mới 16 phòng học và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 15,8 tỷ đồng. Tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đều hào hứng khi một ngôi trường khang trang sạch đẹp hơn sẽ được xây dựng trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch và cái phương án dạy học cho học kỳ 2. Nếu cơ sở này xây dựng thì hiện tại là sẽ sử dụng cái dãy nhà 2 tầng với 5 phòng học, phòng thư viện và phòng tin học và 2 cái phòng học ở phía sau. Thì ở cái vị trí này sẽ đảm bảo được cho 13 lớp từ khối 3, khối 4 và khối 5 để học một buổi trên ngày. Chúng tôi cũng đã làm việc với Ủy ban Nhân dân xã về mượn cái địa điểm của trường hướng nghiệp dạy nghề. Hiện nay là đã chuyển địa điểm.
Năm học này, niềm vui cũng đến với tập thể giáo viên học sinh của trường tiểu học Phú Hải, huyện Phú Vang khi dạy 12 phòng, trong đó 4 phòng học, 3 phòng chức năng và khu hiệu bộ của trường được tỉnh đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 10,5 tỷ đồng. Thay vì hai điểm trường lẻ như trước đây gây khó khăn trong việc quản lý đưa đón học sinh, giờ đây học sinh toàn trường đã học chung tại một điểm trường, không chỉ góp phần xóa điểm trường lẻ mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhà trường rất là vui mừng khi mà có được cái dãy phòng học mới. Thứ nhất là các em được từ hai cơ sở, các em được nhập vào ở được chúng học cùng chung trường. Như vậy là tạo rất là thuận lợi cho công tác dạy và học của nhà trường. Năm học mới 2022-2023, Phú Vang đã đưa vào sử dụng 24 phòng học, phòng chức năng, 5 trường học với kinh phí là 21,5 tỷ đồng và đang tiếp tục xây dựng 48 phòng học và phòng chức năng tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở. Ngoài ra, trong năm 2022, Phú Vang được trang cấp bổ sung thiết bị dạy học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới và giáo dục mầm non với kinh phí trên 33 tỷ đồng, kịp thời đáp ứng nhu cầu dạy và học. Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện thì trường trung học cơ sở Phú An năm vừa rồi được đầu tư một ngôi nhà rất là khang trang. Và đầu năm học 2022-2023, nhà trường đã đưa cái tòa nhà này vào dạy học. Thì bước đầu đã đáp ứng được mọi cái điều kiện cơ sở vật chất cho nhà trường trong cái công việc đó là dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2001-2002 vừa qua, thì được sự quan tâm của tỉnh, huyện cũng như là chính quyền địa phương, thì công tác đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là các phòng học, phòng chức năng được sự quan tâm. Năm vừa qua thì cũng trên 50 phòng học, phòng chức năng đáp ứng công tác dạy và học trên địa bàn của huyện. Và về tỷ lệ phòng học, phòng đã đảm bảo là 100% tỷ lệ học 2 buổi đối với cái bậc tiểu học. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2.411 phòng học, trong đó phòng học kiên cố là 1.895 phòng, tỷ lệ 78,6%. Theo chủ trương chung, việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường học được thực hiện theo hướng kiên cố hiện đại và đạt chuẩn quốc gia. Cùng với các nguồn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách, trong nhiều năm, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng trường chuẩn lên đến hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có tỷ lệ không nhỏ được huy động từ nguồn xã hội hóa. Phát triển giáo dục đào tạo được xác định là một trong bốn trụ cột trọng tâm của thực hiện chủ trương xây dựng cả tỉnh lên thành phố trực thuộc trung ương. Và theo đó thì các nguồn lực được tham gia đầu tư cho ngành giáo dục đào tạo thì được lãnh đạo tỉnh rất là quan tâm. Đặc biệt là lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện, xã, thành phố theo phân cấp quản lý cũng đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trường lớp. Hiện nay thì toàn tỉnh đã có 68% trường học đạt chuẩn quốc gia. Điều này thì nói lên rằng các cái điều kiện tổ chức dạy và học của thầy cô giáo và cả nhà trường thuận lợi hơn rất là nhiều. Từ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp khang trang hơn sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phần của chương trình là những thông tin đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành liên quan triển khai quy hoạch bài bản để xây dựng thành phố xe đạp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai thí điểm trong giai đoạn 1 với 7 vị trí làm điểm đổ xe và 80 chiếc, phạm vi hoạt động khu vực phía nam thành phố, hai bên bờ sông Hương và khu vực Quan Đài Nội. Thành phố đã đầu tư cơ bản hoàn chỉnh tuyến đường đi bộ kết hợp xe đạp dọc sông Hương, đoạn từ chùa Linh Mù đến đường Dương Dương qua cả công viên Kim Long, Phủ Xuân, Thương Bạc với tổng chiều dài khoảng 5 km. Đang triển khai tuyến đường đi bộ kết hợp xe đạp công viên Vườn Mai và vườn sưu tập dọc sông với chiều dài khoảng 1 km. Tại khu vực phía nam thành phố Huế đã hoàn thành tuyến đường đi bộ kết hợp xe đạp dọc sông Hương, sông An Cửu, đoạn bến Tòa Khâm cầu ga qua cả công viên 3 tháng 2, công viên Lý Tự Trọng với chiều dài khoảng 2,5 km. Khu vực Cồn Giả Viên đã đầu tư hoàn thành tuyến đường đi bộ kết hợp xe đạp xung quanh khu vực phía đông của Cồn Giả Viên với chiều dài khoảng 1 km. Đang triển khai tuyến đường đi bộ kết hợp xe đạp xung quanh khu vực phía tây của Cồn Giả Viên với chiều dài khoảng 1,5 km. Các tuyến xe đạp phải đảm bảo các tiêu chí thân thiện với môi trường, được quản lý bằng hệ thống thông minh. Các vị trí tiếp cận phải thuận lợi cho người sử dụng, liên kết với các phương tiện công cộng như nhà chờ xe buýt, bến bãi đổ xe, bến thuyền, các di sản văn hóa, các khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, làng nghề, phố cổ, nhà vườn tại Huế.
Thưa quý vị và các bạn, đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền là một trong những cách làm của huyện Nam Đông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn. Ghi nhận của Đài Truyền thanh Truyền hình cơ sở về công tác này qua phóng sự sau. Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, đặc biệt là có sự tương tác qua lại giữa người truyền đạt với các em học sinh. Mỗi cấp học có một hình thức chia sẻ phù hợp là cách làm mới đã tạo sự lôi cuốn hấp dẫn và thu hút sự chú ý tập trung của các em học sinh trong suốt các buổi tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông. Khi mà tham gia giao thông, chúng ta không được chở hàng, chỉ đi chạy xe hàng 3, hàng 4 và chạy chở nhiều người và lạng lách đánh võng. Con đến trường bằng phương tiện xe đạp và trước khi đi thì con phải kiểm tra một số thứ như là con phải kiểm tra yên đã phù hợp với mình chưa, lốp xe đã có căng chưa, nếu là vì xẹp lốp thì phải đi bơm. Còn chuông thì con phải nếu con có chuông thì con phải kiểm tra cái thứ nó có đảm bảo không, và khi đi xe đạp thì con phải tuân thủ các quy định. Có thể thấy rằng hiện nay tỷ lệ học sinh sử dụng xe máy điện, xe đạp điện, thậm chí là mô tô xe máy khi đến trường ngày càng phổ biến. Công an huyện Nam Đông cho biết, thời gian qua tuần tra đã phát hiện và xử lý 11 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó học sinh 5 và thanh thiếu niên 6 trường hợp. Để hạn chế tình trạng này, bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền vận động, thì cần có sự thông tin phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, nhận thức của các em và vai trò của gia đình là hết sức quan trọng. Theo em thì để mà tham gia an toàn giao thông an toàn thì chúng ta cũng phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định. Lúc đi các phương tiện thì không giang hàng và không chở quá số lượng người quy định, không vượt đèn đỏ, không đi ngược chiều và không đi nhanh vượt ẩu. Người tôi là phụ huynh của em Trang, năm nay em Trang học lớp 10. Tôi không thể cho em Trang đi bằng cái xe máy vì cái luật lệ giao thông hiện tại rất là nguy hiểm nên không thể cho đi cho bé đi bằng xe máy, là không an toàn được giao thông. Thằng bé mua cho bé một chiếc xe đạp để đi cho an toàn hơn. Nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông cho học sinh trên địa bàn, thì việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các em là điều kiện tiên quyết. Vì thế, Công an huyện Nam Đông đã phối hợp với ngành giáo dục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật giao thông đường bộ, giáo dục văn hóa kỹ năng tham gia giao thông tại 17 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện, với gần 5.700 học sinh và giáo viên viên chức tham gia, đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông đường bộ giữa nhà trường, gia đình và học sinh với tỷ lệ tham gia đạt 100%. Ngoài ra, thành lập các tổ trật tự để điều hòa trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường vào giờ tan trường, đảm bảo trật tự nề nếp, thông thoáng, tiếp tục nhân rộng hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông tại 30 điểm trường học. Cái tổ tuyên truyền pháp luật của Công an huyện đã về đến từng các trường học, ở đây là có 17 trường, 17 điểm trường, trung học cơ sở, tiểu học và trung học phổ thông để phổ biến tuyên truyền quán triệt về luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, về cái luật phòng chống bạo lực học đường cũng như cái phòng chống tác hại của ma túy, để đến quý thầy cô giáo cùng các em học sinh, quý bậc phụ huynh cùng nắm để cùng thực hiện nghiêm túc. Với những giải pháp quyết liệt đồng bộ được triển khai cùng với ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, văn hóa khi tham gia giao thông của học sinh nói riêng và trong cộng đồng nói chung được nâng lên và lan tỏa, sẽ góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ đêm ngày 24 đến ngày 26 tháng 10, khu vực đất liền tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lưu lượng từ 80 đến 110 mm, có nơi trên 200 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo cho nhân dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản, kiểm tra, rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực cửa sông, ven biển, ven suối,
ngập úng đô thị nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình ven biển, ven sông, có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công. Bố trí biển báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá để hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.